Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ra một cái video hoàn chỉnh như thế nào. Mình lấy một cái ví dụ minh họa, đó là cái video này chính là cái video mà mình quay một cái bài giảng hướng dẫn ở trên desktop, laptop. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một cái quá trình biên tập lại cái video mà mình vừa thực hiện. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở Camtasia lên và đưa cái file mà các bạn muốn xử lý vào bằng cách là các bạn nhấp vào cộng và tìm đến, chọn cái mục là import media và tìm đến cái video mà các bạn đưa vào. Thì đây thì mình đã đưa cái video đó vào rồi, mình đã chọn rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ đưa xuống. Đấy, thì các bạn thấy là một cái video mà các bạn quay những cái hướng dẫn thì nó có thể là nó sẽ có nhiều cái đoạn nó bị lỗi về cái từ ngữ, nó bị lỗi về cái nội dung mà các bạn hướng dẫn, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải biên tập lại cho nó hoàn chỉnh để đưa đến cho khán giả của chúng ta một sản phẩm hoàn thiện. Thì khi đưa vào thì cái việc đầu tiên các bạn thấy là nó có thể khác cái khung hiển thị, có nghĩa là khác cái độ phân giải của video. Thì do cái video mình quay màn hình thì nó sẽ hiển thị ở mức độ là 720p, có nghĩa là ở mức độ HD. Còn cái khung mình đang để đây là khung Full HD. Thì ở đây chỉ có hai giải pháp. Một là các bạn chỉ cần là đưa lên như này và các bạn sẽ kéo lại nha. Trước khi mà các bạn biên tập thì các bạn xem thử cái khung nó đã đúng thứ cái khung mà các bạn muốn xuất ra video chưa. Đấy, thì chúng ta chỉ việc đơn giản là kéo lại cho nó phù hợp với cái khung mới. Đó là cái thứ nhất. Hoặc là các bạn cũng có thể chỉnh lại nha, chỉnh lại cái khung hiển thị. Ví dụ như là chúng ta sẽ vào cái mục project setting nè, và các bạn chọn lại ở cái mức là 720p cho nó bằng với cái khung mà các bạn quay nha, thì nó sẽ bằng nhau thôi. Đây, nó sẽ bằng nhau thôi. Đấy, các bạn thấy ha. Đấy, nó sẽ như thế này. Do vậy ở đây có hai trường hợp, các bạn có thể chọn cái trường hợp nào cũng được. Tuy nhiên là mình sẽ để ở cái mức là 1080 nha, cho nó phù hợp với cái tình hình, cái chất lượng video hiện nay. Đấy, thì chúng ta chỉ việc kéo nó rộng là thôi. Thì đó là cái bước thứ nhất mà đầu tiên mà các bạn cần phải theo dõi. Rồi, chúng ta sẽ phải nghe lại toàn bộ cái nội dung hướng dẫn của mình. Thì tốt nhất từ sau khi mà các bạn làm thì các bạn nên xử lý ngay, tại vì các bạn sẽ còn nhớ được những cái đoạn mà các bạn thấy nó bị lỗi. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem là khi mình tua lại video để mình nghe, thì nó sẽ có, thứ nhất là có những cái đoạn trống ở phía ban đầu giống như các bạn thấy đây, và ở chỗ đoạn âm thanh này nó cũng sẽ bị lỗi. Xin chào các bạn, mình sẽ qua cái bài 2. Xin chào các bạn. Đó, thì như các bạn thấy là nó sẽ có những cái đoạn mà chúng ta nói nó bị lỗi, hoặc là có những cái đoạn mà chúng ta sẽ có những cái âm thanh nó dư, ví dụ như rồi có những đoạn mà nó chúng ta bị cục cái ấy đó, thì chúng ta phải nghe lại ha. Thì sau khi mà các bạn nghe lại rồi chúng thì những cái đoạn nào mà nó không đúng thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Ví dụ như là mình nghe tới đoạn này ha, cái đoạn đầu nó bị lỗi thì mình sẽ để con chuột ở đây và mình sẽ cắt nó ra, sau đó thì mình sẽ xóa cái đoạn này đi là như các bạn thấy ha, và mình sẽ kéo lại cho nó đến cái thời điểm ban đầu nha. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục. Có những cái đoạn mà nó sẽ dư ra, trống ra, ví dụ như cái đoạn này mình bật lên và mình tìm đến một cái file nhưng mình tìm hoài không ra, thì nó sẽ dẫn đến một cái đoạn trống như thế này, các bạn thấy không? Thì cái đoạn này là cái đoạn không cần thiết, cần phải cắt bỏ đi để tránh cái trường hợp các bạn kéo cái video nó dài trong khi cái nội dung thì nó lại không có. Do vậy mà những cái đoạn này thì các bạn cần phải cắt bỏ đi để tránh cái trường hợp là khán giả họ xem tới đây họ chán họ bỏ đi nha. Thì mình sẽ cắt nó ra, ví dụ như mình sẽ cắt ra, các bạn sẽ tiếp tục dùng cái chức năng này nhé, cắt nó ra. Rồi mình sẽ kéo và cắt bỏ cái đoạn này đi, đoạn dư thừa đúng không? Đấy, mình sẽ đưa đến cái đoạn dư và mình sẽ cắt nó đi. Sau đó thì các bạn cũng sẽ xóa cái đoạn đó nhé, xóa và bỏ đi như thế này, xóa đi, và chúng ta lại kéo cái đoạn này về cái đoạn mới. Rồi, như vậy thì các bạn phải nghe lần lượt hết tất cả những cái nội dung trong cái video mà các bạn vừa thực hiện để chúng ta có thể xóa đi những cái đoạn không cần thiết. Như vậy là chúng ta đã xong một cái công đoạn đầu tiên, đó là công đoạn cắt và xóa đi những cái đoạn không cần thiết.
Qua một cái công đoạn thứ hai trong cái quá trình là một cái video hoàn chỉnh, đó là về cái phần âm thanh. Đây là một phần cực kỳ quan trọng. Các bạn để ý là đây phần âm thanh thì chúng ta sẽ vào cái mục là Audio Effect, và ở đây thì nó có bốn cái chế độ cho chúng ta lựa chọn. Một là chế độ giảm tiếng ồn là Noise Removal. Hai là chế độ tăng âm lượng lên, trong trường hợp các bạn ghi âm bằng những cái thiết bị mà nó không hỗ trợ tốt ấy, thì cái âm thanh nó sẽ không tốt. Thì các bạn sẽ nhìn thấy dưới đây, đây chính là cái phần âm thanh. Đây, nếu các bạn nhấp vào Audio Effect rồi mà nó không có cái gợn sóng âm thanh như thế này, thì các bạn có thể là để ý bên này, các bạn sẽ đưa qua cái mục là Audio, thì các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ hiện một cái đường xanh như thế này để cho các bạn thấy là cái âm thanh của nó đang được hiển thị. Đây, cái mục là cái loa nhé, Audio Property. Thì nếu các bạn thu âm bằng những thiết bị không tốt thì cái chỗ này nó có thể là nó thấp như thế này. Đấy, nó có thể thấp như thế này. Thì cái việc của các bạn là đẩy cái âm thanh này lên. Các bạn chỉ cần đưa chuột vào nha. Sau khi mà các bạn chọn qua cái Audio Defect rồi thì chúng ta sẽ kéo nó lên như thế này. Nhấp chuột trái và kéo nó lên. Đó. Thì thường theo kinh nghiệm thì các bạn kéo lên ở cái mức là nó bằng với cái điểm cao nhất ở đây nha. Nếu các bạn kéo như thế này thì nó sẽ bị ồ, bị rè, bị vỡ tiếng đó. Đó, cho nên là tốt nhất thì chúng ta sẽ đưa nó lên vừa chạm cái đáy như thế này, nếu như cái âm thanh nó bị thấp nha. Ở bên này cũng vậy. Do vậy mà trước khi mà các bạn biên tập video cắt ra thành từng đoạn thế này thì các bạn có thể là nên điều chỉnh âm lượng của toàn bộ cái video một lượt, để tránh cái trường hợp là sau khi mà các bạn cắt ra thành mấy chục đoạn rồi thì các bạn phải làm thủ công kéo từng đoạn thì nó rất mất thời gian. Như vậy mà cái đoạn kéo âm thanh này thì các bạn cũng lưu ý nên kéo trước khi mà các bạn cắt ra thành từng đoạn như thế này. Bởi vì sao? Khi mà các bạn cắt ra từng đoạn rồi thì các bạn chỉ có thể điều chỉnh âm lượng của cái đoạn đó mà thôi, còn bên này nó sẽ không chạy. Thì với cái phần âm thanh thì các bạn để ý là ở đây chúng ta có bốn cái lựa chọn, và thường thì chúng ta sẽ dùng nhiều nhất ở hai cái lựa chọn đầu, đó là khử tiếng ồn. Các bạn chỉ cần nhấp vào đây, chọn đây thì nó sẽ khử tự động cho chúng ta nha, khử tự động cho chúng ta luôn. Đấy. Còn ở cái mức này thì tăng âm lượng thì các bạn có thể là đưa nó vào, thì các bạn thấy là nó sẽ tăng âm lượng lên, và ở đây thì các bạn thấy là âm lượng nó sẽ kéo đều, nó không còn những cái gợn sóng nhọn nữa nha, không còn những cái gợn sóng nhọn như thế này nữa, thì ở đây là nó sẽ kéo đều những cái âm lượng của video và nó sẽ tăng lên cùng một cái âm lượng. Do vậy mà nó ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt rất là nhiều. Thì các bạn cứ thử những chức năng để các bạn cảm nhận được sự khác nhau. Còn khi mà diễn tả thì rõ ràng là nó không hết ý được. Còn một cái hai cái fade in và fade out nữa thì chúng ta cũng thường hay sử dụng. Tuy nhiên là ở đây thì thường sử dụng cho cái phần nhạc nhiều hơn. Fade in có nghĩa là cái tiếng nó nhỏ nhỏ, sau đó thì nó tăng cao, và fade out thì cái tiếng nó to, sau đó thì nó nhỏ lại. Do vậy mà thường thì chúng ta sẽ đưa vào trong cái đoạn nhạc để tránh trường hợp làm người ta giật mình khi mà video nó mới bắt đầu mà nó có âm lượng nó to chẳng hạn, hoặc là nó kết thúc thì chúng ta muốn cho nó kết thúc nó êm dịu bằng cách là từ to cho đến nhỏ. Thì hai cái chức năng này thường là chúng ta sẽ sử dụng trong cái phần khi mà các bạn đưa nhạc vào trong video đó, thì chúng ta sẽ sử dụng hai tính năng này. Còn hai tính năng này là tính năng để chúng ta biên tập cái âm thanh khi mà chúng ta biên tập video. Như vậy là chúng ta đã qua phần thứ hai, đó là phần âm thanh. Qua cái phần thứ ba là chúng ta sẽ đưa cái phần hiệu ứng vào, thì để tránh một cái video nó dài, nó nhàm chán. Ví dụ như một cái video hơn 6 phút thế này mà nó cứ đều đều thì nó có thể nó nhàm chán. Do vậy mà các bạn có thể là cắt video thành nhiều cái đoạn khác nhau, và nhớ là chúng ta xem những cái chỗ nó trống nha, những cái đoạn trống mà không có tiếng thì chúng ta cắt nó ra. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cắt một số cái đoạn này, cắt một số cái đoạn. Đó, cắt một số cái đoạn nha, cắt một số cái đoạn như thế này. Đấy, để làm gì? Mình cắt những cái đoạn như thế này thì sau đó thì mình sẽ đưa cái hiệu ứng vào nha, hiệu ứng vào bằng cái mục là transition này. Đấy, thì các bạn có thể ở đây có một số hiệu ứng này, các bạn thấy nè, hiệu ứng này hiệu ứng lực nha, giữa những cái phân cảnh với nhau. Đó, nó có một số cái hiệu ứng để chúng ta đưa vào để tạo nên những cái điểm nhấn, hoặc là để làm cho video nó bớt cái mức nhàm chán đi. Đó, chúng ta có thể đưa những hiệu ứng nó vào bằng cách là các bạn nhấp chuột trái và các bạn cứ kéo thả vào nha. Đó, như này thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng. Đây, hiệu ứng này như vậy, tới đoạn này thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng, nghĩa là trong khi chờ đợi thì nó thể tạo ra hiệu ứng mà chúng ta đưa vào. Đó. Như vậy thì đó là công đoạn thứ ba trong quá trình biên tập video.
Một cái công đoạn nữa là chúng ta có thể đưa những cái nội dung chữ vào để minh họa cho một cái nội dung nào đó trong video. Thì để đưa được chữ vào thì các bạn thấy là ở đây nó có một loại annotation. Thì trong này thì nó đưa ra cho chúng ta một số cái mẫu để chúng ta lựa chọn. Đây, mình có thể đưa cái mẫu này vào. Ví dụ đây, các bạn đánh chữ vào. Này, chúng ta sẽ cho chữ to ra một chút. Ở bên này thì nó có cái những cái lựa chọn khác nha. Thì với Camtasia 9 thì các bạn nên nhớ là bên tay trái này là những cái bộ công cụ. Và sau khi mà các bạn chọn cái công cụ nào rồi thì ở cái mục bên phải này nó sẽ là cái mục tùy chỉnh. Do vậy mà các bạn nhớ là theo nguyên tắc đó thì chúng ta cứ làm cho tất cả những cái này nha. Cứ bên này là công cụ và bên này là những cái thông số để chúng ta hiệu chỉnh. Đó, chúng ta có thể minh họa bằng những nội dung chữ vào cho cái video của chúng ta. Và một cái mục cuối cùng nữa mà mình hay sử dụng để mà biên tập video đó là tạo cái điểm nhấn cho video nha, tạo điểm nhấn cho video. Thì cái mục tạo điểm nhấn ở đây là gì? Thì tạo điểm nhấn ở đây thì mình vẫn sử dụng cái công cụ là annotation, và ở đây nó có một số cái chức năng. Ví dụ như là đánh dấu, mình có thể đánh dấu cái chỗ video đó. À, mình đây. À, các bạn có thể đánh dấu. Đánh dấu này có thể là hình tròn, hình vuông, vân vân. Đây, các bạn có thể là kéo và thả qua bên ngoài trực tiếp bên video luôn thì nó sẽ có cái đánh dấu như này đó. Các bạn muốn khoanh vùng, ví dụ như là cái cô gái này ha, các bạn có thể khoanh vùng cô gái này chẳng hạn đó như này, hoặc là các bạn có thể dùng những hình dạng khác cũng được nhé, có thể hình dạng mũi tên vân vân. À, một cái nữa các bạn có thể dùng đó là cái chức năng làm mờ hoặc làm rõ một cái chi tiết. Ví dụ như ở đây các bạn không muốn cho người ta nhìn thấy cái cô gái này đi, nó che mất cái khung nhảy của người ta đi ha, nó hơi mất thẩm mỹ, thì các bạn có thể đưa vào. Ví dụ như các bạn có thể là làm tập trung focus vào những người này thì các bạn có thể kéo này qua đó, thì cái hình cô gái các bạn thấy là nó sẽ tự động nó mờ đi đó như này đó, thì nó sẽ mờ đi cái hình cô gái đấy. Thì chúng ta sẽ dùng một chức năng này để làm mờ đi những cái chi tiết mà chúng ta không mong muốn trong video. Ngoài ra thì nó còn có cái này nữa nha. Cái này thì các bạn cũng có thể sử dụng. Thay vì làm rõ, làm mờ đi cô gái thì chúng ta che luôn như này. Đó, như này. Có nghĩa là bỏ luôn cả cái chi tiết này, ẩn nó đi bằng cách là dùng một cái hiệu ứng để che nó lại như này. Đó thì cái hình cô gái không còn xuất hiện nữa. Như vậy thì đó là những cái bước cần thực hiện trong quá trình làm một cái video hoàn chỉnh. Thì mình xin tóm tắt lại. Thứ nhất là cái phần biên tập lại cái nội dung bằng cách là cắt ghép và bỏ xóa đi những cái nội dung không cần thiết. Cái thứ hai là các bạn cần lưu ý là phần âm thanh trong video, thì chúng ta có thể là kéo âm thanh của toàn bộ cái video, sau đó thì chúng ta sẽ có cái hướng là cắt đi những cái đoạn video nó bị sai, nó dư. Và cái nội dung thứ ba nữa là chúng ta có thể đưa những cái hiệu ứng vào, cắt video ra thành từng đoạn và đưa những cái hiệu ứng vào để tạo ra những cái điểm nhấn, tạo ra những cái điểm khác biệt cho video. Và chúng ta có thể ghi chú vào nội dung vào video hoặc là đưa ra những cái hiệu ứng, ví dụ như là những cái hình con tròn, ví dụ như là làm mờ một cái chi tiết, làm rõ một cái chi tiết vân vân. Thì đó chính là cái cách để làm ra một cái video hoàn chỉnh để đăng lên YouTube. Như vậy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu các bạn còn những cái chi tiết nào chưa rõ thì các bạn có thể để lại comment bên dưới video và mình sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.